Tập 15. Bệ hạ, tướng quân cô xin cầu kiến. Bảo hắn quay lại sau đi. Tướng quân, thần đã xin được diện kiến từ sáng sớm rồi ạ. Chấm bảo ngươi quay lại sau mà. Chuyện này có liên quan tới an nguy của công chúa ạ. Này, không ai biết sông Cơ Đăng là nơi nào cả. Vậy đâu có nghĩa là ngươi có thể uống rượu của ta? Đàn ông gì mà dễ giận thế? Chin à, không ngờ hắn lại hẹp hòi như vậy đấy. Ngươi có nghe ngóng được gì không? Ta cũng thế, không ai biết sông Cơ Đăng cả. Ân Đan đâu rồi? Hắn nói phải đến hỏi ở nơi cuối cùng nữa. Hắn nghĩ mình là tướng công của Gachin hay sao? Đan vốn là người như vậy. Một khi hắn đã quyết tâm bảo vệ ai thì dù trời có sập xuống, hắn cũng phải làm đến cùng. Gachin cũng vậy đấy. Cô ấy y hệt như vậy. Làm bằng hữu với kẻ cứng đầu như vậy chắc cô cũng vất vả lắm. Đúng vậy đấy. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Này, tránh ra. Chủ tiệm thuốc, hôm nay ngài muốn làm vị khách không mời mà đến sao? Ngược lại, ta là khách quý đấy. Ta tới để cho ngươi một con đường sống. Ngươi làm gì đây vậy? Ngài không cần biết đâu. Những công nữ vốn được cống cho Bắc Châu, ngươi đã đưa họ đi đâu rồi? Chắc ngươi đã bán họ sang Silla rồi phải không? Mau cho ta biết họ đi hướng nào. Cống nữ? Cô buôn bán cả người ư? Trên đời không có gì là không thể buôn bán. Con người cũng vậy, mà tình cảm cũng thế. Ngài không thể giống cô chư ca hành động tùy tiện như vậy. Không khéo ngài sẽ bị khiển trách đấy. Chuyện này không liên quan đến phụ thân của ta. Ngài nhầm rồi. Số bạc tiểu nữ nhận được từ việc bán cống nữ, ngài đoán xem một nửa số đó sẽ chảy vào túi của ai? Công chúa trà trộn vào đám cống nữ sao? Vậy nên tướng quân Go đã dẫn đội lính đặc nhiệm đi rồi. Còn bệ hạ thì triệu hai chư quân vào cung. Công chúa đã cố chấp muốn thay đổi số phận của mình, thì chúng ta phải chiều theo ý của công chúa thôi. Đừng hỏng thoát tội bằng mấy lời dối trá. Bổn tướng quân tới đây theo lệnh của bệ hạ. Mau khai ra hướng đi của những cống nữ đó. Ngài giết tiểu nữ luôn đi. Ta đã cho ngươi cơ hội để lập công chuộc tội, nhưng ngươi không cần đúng không? Đâu chỉ mình tiểu nữ là kẻ có tội đâu. Ta biết ngay ngươi sẽ thế này mà, nên ta đã phái người đi từ sáng sớm rồi. Họ sẽ chia nhau giả soát mọi tuyến đường tới Silla. Kể cả ngươi giữ im lặng thì vẫn sẽ tìm ra thôi. Và công chúa sẽ bảo vệ các cống nữ đó. Công chúa đã đi theo họ để cứu bách tính của Goguryeo. Công chúa sao? Nhà đầu Gachin đó đã đi đâu rồi? Cô ấy là công chúa. Tướng quân,
đã tìm hết cả đường bộ, đường thủy và cả bến đò, nhưng vẫn không tìm thấy những cống nữ bị bán sang Silla. Ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng. Hãy khai thật đi. Hãy cắt lưỡi và chém đầu tiểu nữ đi. Hamuyong, con đường sóc, mấy tên săn bắn trộm và mấy tên hái thuốc đến từ Silla thường đi đường đó. Nếu muốn lên nút rời đi, chỉ có đi bằng con đường đó thôi. Tướng quân, ngài có chắc sẽ không hối hận không? Trói cô ta lại và giải đi. Rõ. Tướng quân, tướng quân, ngài không thể làm vậy. Dẫn đường đi. Đi tiếp đi. Này, dừng lại. Của ai đây? Của ngươi đúng không? Không, nó rơi dưới chân của ngươi còn gì. Không, không phải của ta, mà nó là của cô ấy. Dừng tay. Hạ kiếm xuống. Đừng hạ kiếm. Ông ta không dám giết bọn ta đâu. Im đi. Ông ta đã trả rất nhiều bạc để mua bọn ta. Ông ta tuyệt đối không dám giết ta đâu. Ta bảo ngươi hạ kiếm xuống. Hãy giết luôn ta đi. Bọn ta không muốn sống như thế này nữa đâu. Giết ta nữa. Giết ta đi. Giết ta nữa đi. Giết ta đi. Giết ta đi. Giết ta đi. Im đi. Cứ giết ta luôn đi. Ta chán sống lắm rồi. Giết ta đi. Tránh ra. Chúng đã đi rồi. Chúng đi rồi. Chúng ta an toàn rồi. Chúng ta đi thôi. An toàn rồi. Người không sao chứ? Dan à? Gachin à? Sao có thể bị lộ chứ? Công chúa chắc đã quyết tâm đối phó với tổng Sundo chúng ta rồi. Người bình tĩnh đi ạ. Đại nhân Kim cũng bị bắt rồi ạ? Không,
Ông ta trốn thoát về Xin La rồi. Vậy thì không sao đâu. Phụ thân nên đi gặp Gochuga để bàn cách giải quyết đi ạ. Ta vừa gặp ông ta xong. Gochuga đúng là ngu ngốc, đến con trai của mình cũng không quản được. Công chúa, còn muốn nói gì với ta? Việc tiến cống nữ nhân Goguryeo cho nước khác đã đủ nhục nhã lắm rồi. Vậy mà còn lén bán họ sang Xin La nữa. Và chuyện này là do người đứng đầu tộc Suno làm. Ta mong lần này con sẽ nói có sách, mách có chứng. Chính mắt con nhìn thấy, chính tay con nghe thấy. Những nữ nhân này chính là nhân chứng sống của con. Các ngươi thật sự vốn được đưa ra Bắc Châu làm cung nữ? Nhìn ta đi, có phải như vậy không? Vâng, thưa bệ hạ. Vâng, thưa bệ hạ. Tiếng khóc chuyển ra ngoài cung e là sẽ không hay. Vẫn nên vào điện rồi nói ạ. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Chúng ta cũng cần nghe đại nhân He giải thích nữa ạ. Đừng lo, ta sẽ đòi lại công bằng cho các ngươi. Đa tạ người, đa tạ người. Vì tổng Suno buôn bán trao đổi quá nhiều mặt hàng nên đã gây ra sự cố không may này. Họ không phải mặt hàng mà là con người. Họ là những nữ nhân xinh đẹp của Goguryeo. Ngài đã bán cống nữ sang Xin La mà còn dám biện ra lý do như vậy à? Đại nhân He, việc ngài làm thật ngu ngốc và sai lầm. Thần không còn mặt mũi nào gặp bệ hạ. Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Ngài đã bán các cống nữ vì lợi ích cá nhân. Ngài đã vi phạm quốc pháp và làm ăn với Xin La, kẻ thù của chúng ta. Đó đều là những tội nghiêm trọng không thể tha thứ. Có một hiểu lầm mà chúng ta cần làm rõ. Đại nhân He làm vậy không phải vì lợi ích cá nhân. Chính thần đã nhờ ngài ấy làm vậy. Ý khanh là sao? Để làm đầy quốc khố đang trống rỗng của chúng ta, thần đã thỉnh giáo ngài ấy xem có cách nào thu thêm bạc cho quốc khố hay không. Thần biết rõ ngài ấy làm vậy là xuất phát từ lòng trung thành với Goguryeo. Vì vậy, giờ tướng quân Go hãy tới ngay quốc khố để xác nhận số bạc trong đó. Vâng. Tướng quân Go, chúng ta quay lại thôi. Gochuga đúng là ngu ngốc mà, ngay cả con trai mình cũng không quản được.
Nhưng ông ta lại bảo ta chuyển số bạc đó vào quốc khố. Kể cả số bạc ta đưa ông ta cũng chuyển luôn vào đó. Ngài ấy đang hy sinh món lợi nhỏ để cứu chúng ta đấy. Dù vậy chúng ta cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Là tổn thất hay được lợi thì chúng ta cũng phải sống sót đã. Giờ bảo toàn mạng sống mới là quan trọng nhất. Ngài ấy chỉ chọn nhầm cách để làm đầy quốc khố. Bệ hạ không thể nghi ngờ lòng trung thành của đại nhân hay. Và nếu chuyện này lộ ra và người Bắc Châu biết chuyện thì hậu quả sẽ khó lường. Đúng vậy, họ sẽ tức giận vì ta đã lừa họ. Họ sẽ không bỏ qua đâu. Đại nhân Hề đã bí mật làm ăn với kẻ thù của chúng ta. Chẳng lẽ ngài định bỏ qua cho ông ta ư? Công lao của ngài ấy đương nhiên có thể bù đắp cho những lỗi nhỏ. Phụ hoàng, con mong người sẽ trừng phạt ông ta thích đáng. Đúng là đại nhân Hề đã gây tội, nhưng lòng trung thành của Khanh và Goguryeo rất đáng quý. Hơn nữa danh dự và phẩm giá của đất nước không thể bị tổn hại. Vì vậy không được để lọt chuyện này ra ngoài. Bệ hạ, phạm tội mà không bị trừng trị, đây mới là hành vi làm tổn hại danh dự của đất nước. Công chúa, ôi thật là, quan sử ký, hãy viết điều này lại đi. Một người dù quyền lực hoặc giàu có đến đâu, nếu làm trái quốc pháp vẫn sẽ nghiêm phạt không tha. Đó là nguyên tắc để vua Chu Mông trị vì đất nước từ khi ngài mới lập nên Goguryeo, và cũng là nguyên tắc cai trị của vua Pyeongwon. Dù chấm đã ban chỉ giữ bí mật chuyện này, nhưng đại nhân Hề vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Triệu thứ nhất, triệu thứ hai. Thần tội đáng muốn chết, tiểu nữ đáng chết. Triệu thứ ba, triệu thứ tư. Theo đà này, người tiếp theo chắc sẽ là hai ta đấy, đại nhân Chin. Triệu thứ năm, còn giữ thể diện cho tội nhân như thế này thì gọi gì là hình phạt? Đó không phải ai khác mà là thủ lĩnh tộc Suno. Với một người như ông ta thì đây đã là một hình phạt nặng rồi. Thần tội đáng muốn chết, tiểu nữ đáng chết. Triệu thứ bảy. Trượng thứ 9. Công chúa quá kiêu căng ngạo mạn rồi đấy. Ngài định để mặc công chúa hành xử như vậy sao? Công chúa, xin công chúa bớt giận. Thần đã cho những cung nữ đó quần áo mới và chút tiền và đưa họ về nhà an toàn rồi ạ. Còn những người ở xa thì thần phái binh lính đưa về. Đa tạ ngài. May có ngài giúp đỡ, nếu không ta đã không thể cứu họ. Vậy công chúa đã tin thần đứng về phía người chưa? Ta tin rồi.
Nhưng chắc giờ Gochuga đang rất giận dữ. Ta sẽ tìm cách ngăn cản việc ông ta đưa ngài ra biên cương. Không, đó là chuyện giữa cha con thần. Người không cần lo đâu ạ. Thần quên cảm ơn bằng hữu của người vì đã dẫn đường. Xin hãy thay thần cảm tạ hắn. Bệ hạ có thể bỏ qua chuyện này mà. Đâu cần làm lớn chuyện như vậy. Ông ta đích thực đã phạm tội, chấm sao có thể bỏ qua. Nhưng điều này sẽ khiến các đại thần bất mãn. Ta là vua, lẽ nào ta còn phải quan tâm đến cảm nhận của họ ư? Thần thiếp nghe nói bệ hạ đã thu hồi lệnh cấm túc công chúa. Bệ hạ làm tốt lắm. Từ nay trong cung chắc chắn sẽ càng thêm náo loạn. Hoàng hậu, công công, mang thuốc cho ta. Vâng ạ. Sao, con cũng muốn nói gì với trẫm à? Vâng ạ. Là gì? Con nghĩ phụ hoàng đã đúng khi phạt đại nhân hè. Tuy đó là một quyết định khó khăn, nhưng người đã làm những gì mà một vị vua nên làm. Nhi thần rất thán phục quyết định của người. Đem đi đi. Hôm nay trẫm không muốn uống nó, nhưng nó uống sẽ giúp bệ hạ ngủ ngon. Trẫm bảo là mang đi. Vâng ạ. Trời ạ, đừng quét nữa, chỉ khiến chỗ này bụi thêm thôi. Bà ơi, con qua đây sống với bà nhé. Quét sân chưa xong mà còn đứng đó nói linh tinh gì đấy. Đàn huynh chẳng bao giờ ở nhà, nên chắc bà thấy cô đơn lắm. Nếu con sống ở đây, vừa có thể giúp bà quét sân, vừa có thể là chân chạy vặt cho bà, vậy chẳng phải rất tốt à? Nếu con đi, Hồng Mê sẽ buồn lắm đấy. Thẩm ấy suốt ngày chỉ lo cho trưởng làng thôi, chẳng để ý gì đến con cả. Sớm muộn gì thẩm ấy cũng chung sống với trưởng làng thôi. Con nhỏ này cũng biết nói xấu sau lưng người khác cơ đấy. Gan to nhỉ. Sao nào, ta nói sai à? Lúc nào cũng trưởng làng ơi, trưởng làng à. Trời ơi, mối tình đơn phương của thẩm mãnh liệt thật đấy. Trời ơi, tỷ có nghe thấy gì không? Vậy nên mới nói ban đầu không nên thu nhận cái đồ vô ơn này mà. Trật tự hết đi. Cô có nghe được tin gì về Đan và bọn trẻ không? Ta cũng không biết, ta nghĩ họ sẽ trở về trong nay mai thôi. Lần đi săn này lâu hơn dự kiến. Đi săn gì chứ? Chắc chắn nó vào cung rồi. Cung Piêng Găng sang? Sao lại vậy? Cô không biết sao mà còn phải hỏi. Dù chỉ được nhìn từ xa, nó cũng muốn nhìn thấy công chúa. Ôi trời, cái thằng ngốc đó. Ngày ấy đã đi nghỉ ngơi sớm rồi. Ta có chuyện muốn nói với người. Ngày ấy không muốn bị ai làm phiền đâu. Ta biết rồi. Hãy ghi lại chuyện này. Một người dù quyền lực hoặc giàu có đến đâu, nếu làm trái quốc pháp vẫn sẽ nghiêm phạt không tha. Đó là nguyên tắc. Để vua Chu Mông trị vì đất nước từ khi ngài mới lập nên Goguryeo, và cũng là
Nguyên tắc cai trị của vua Pyongun. Hoàng hậu, dù có chết, ta cũng không tha cho ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ chiếm được Goguryeo đâu. Công chúa đang dẫm lên vết xe đổ của mẫu hậu sao? Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Con vừa nói gì cơ? 8 năm trước, tộc Suno đã bị vu oan tội mưu phản. Phải giúp họ vực dậy tộc của mình. Đó là điều con vừa nói. Con nói linh tinh gì vậy? Có câu muốn gỡ chuông thì phải tìm được người buộc chuông. Việc phụ hoàng làm sai thì chỉ phụ hoàng mới sửa được thôi. Công chúa không cần quan tâm việc này đâu. Con nói ra chuyện này là vì chính con. Nếu không nhờ có họ thì con đã mất mạng rồi. Tám năm trước, chính họ đã cứu con. Nếu giờ ngươi từ bỏ thì đó sẽ là dấu chấm hết cho Goguryeo. Lần này họ cũng cứu con. Con là con gái của phụ hoàng. Kể cả sau khi biết điều đó, họ vẫn vui vẻ chăm sóc con. Dù là trước đây hay hiện tại, họ vẫn luôn là những người đơn thuần, trung thành và cương trực. Xin phụ hoàng hãy trả lại danh dự cho họ và tiếp nhận họ là bách tính của Goguryeo. Nếu phụ hoàng giúp họ rửa sạch oan khuất năm xưa, họ sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho người. Nhưng các đại thần trong triều sẽ phản ứng dữ dội lắm. Phụ hoàng là vua, kẻ nào dám phản đối quyết định của nhà vua? Nhà vua phải nghe bao lời oán thán bằng hai tai, nhưng chỉ dùng một cái miệng để trị vì đất nước. Lệnh của người chính là quốc pháp. Con và cả tộc Suno sẽ là trợ thủ cho người. Tộc Suno sao? Phụ thân không khỏe sao? Con nghe nói đêm qua người đã đi nghỉ sớm. Sao ta có thể thấy khỏe khi tâm trạng đang nặng trĩu như thế này? Phụ thân thấy buồn vì nỗi nhục nhã mà con gây ra, hay là người đang tiếc số bạc phải sung vào quốc khố? Người không cần lo đâu. Con không nói gì với công chúa về số bạc đó. Con sắp phải lên đường đến một nơi xa. Trước khi đi, con cũng không thể bôi cho chát chấu lên mặt của phụ thân. Con không cần ra biên cương nữa đâu. Sao ạ? Ta đã thu hồi lệnh đó. Con không cần đi nữa. Sao đột nhiên lại vậy ạ? Ta vừa quyết định sẽ cho con thỏa ước nguyện. Nếu muốn giành lấy trái tim của công chúa, sau này con phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được.